hiện tượng nghịch nhiệt xuất hiện, Hà Nội chìm trong màn sương đục. Lật xe khách trên đèo thông Khe, 12 người thương vong. Phát hiện virus hiếm gặp lây từ người sang người ở Bolivia. Luật sư của Tổng thống Trump, 4 nước đối địch can thiệp vào máy chủ dữ liệu bầu cử Mỹ. Nevada, một người chỉ giữ thẻ xanh cũng nhận được phiếu bầu cử. Cựu quan chức CIA, mặt trận thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn lật đổ các nước khác. Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng Phật giáo để bành trướng thế lực ra nước ngoài. Quý vị khán giả đang theo dõi mục điểm tin tối ngày 22 tháng 11 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Theo báo Dân Chí, những ngày vừa qua, thành phố Hà Nội thường xuyên chìm trong một bầu không khí đặc quánh, mù mịt. Hầu hết các quận trung tâm ở Hà Nội đều bị ô nhiễm với hiện tượng mù dày đặc. Một số nơi có chỉ số chất lượng không khí ở mức từ 100 đến 150, mức nguy hiểm với những người nhạy cảm. Theo các chuyên gia thời tiết, thủ đô đang xuất hiện hiện tượng nghịch nhiệt. Cộng với việc trời lặng gió, nhiều mây làm bụi mịn không khuếch tán mà động lại sát mặt đất khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế đi tập thể dục, lao động ngoài trời buổi sáng sớm. Đặc biệt, người mắc bệnh về hô hấp, người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh tim mạch cần thực hiện các biện pháp dự phòng nghiêm ngặt hơn. Dạng sáng ngày 22 tháng 11 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông ở tỉnh Hòa Bình, khiến 2 người chết và 10 người bị thương nặng. Thời điểm trên, chiếc xe dừng nằm chở 35 khách đang lưu thông trên quốc lộ 6 hướng Sơn La, Hà Nội đến khúc cua của đèo thông Khe thì mất lái rồi lật ngang. Theo nhân chứng, thời điểm này có sương mù nên tài xế bị hạn chế tầm nhìn. Reuters vào hôm qua 21 tháng 11 đã dẫn một số nguồn tin tiết lộ rằng trong tuần tới, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ công bố thêm 4 công ty Trung Quốc được xác định là do quân đội Trung Quốc hậu thuẫn, bị Washington liệt vào danh sách đen. Như vậy, có tổng cộng 35 công ty Trung Quốc bị liệt vào danh sách đen. Trong đó có những cái tên nổi bật như Hikvision, China Telecom và China Mobile. Trước đó, vào ngày 12 tháng 11, tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh cấm người Mỹ đầu tư vào 31 công ty Trung Quốc bị Washington nghi ngờ là thuộc sở hữu hoặc do quân đội Trung Quốc kiểm soát. Theo The Guardian, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ vừa phát hiện ra một loại virus hiếm gặp có nguồn gốc từ Bolivia loại virus này có tên là Chopper, thuộc họ virus sốt xuất huyết, tương tự như Ebola và có khả năng lây lan từ người sang người. Theo các nhà nghiên cứu, Chopper có thể đã tồn tại trong một vài năm nhưng chưa được phát hiện ra. Các nhà khoa học cũng cho rằng chuột là vật chủ trung gian mang theo virus và lây truyền sang người. Cơ chế lây lan của nó là qua đường hô hấp, tương tự như bệnh viêm phổi Vũ Hán. Bệnh nhân nhiễm virus này sẽ xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau họng, nuôn mửa, chảy máu chân răng, phát ban trên da và đau hốc mắt. Do không có thuốc đặc trị nên bệnh nhân chỉ được chăm sóc hỗ trợ như hạ sốt và truyền dịch. Công ty bỏ phiếu trực tuyến Schreiter của Tây Ban Nha đã cung cấp cho Dominion dịch vụ lập bảng cho cuộc bầu cử Mỹ. Có thông tin rằng máy chủ của Schreiter ở Frankfurt, nước Đức, có chứa tất cả dữ liệu của cuộc bầu cử Mỹ. Chúng được gửi ra nước ngoài vào đêm bầu cử mùng 3 tháng 11. Trả lời phỏng vấn của truyền thông vào hôm 20 tháng 11, luật sư Sidney Powell thuộc nhóm pháp lý trong đội ngũ tranh cử của Tổng thống Donald Trump cho biết, trong máy chủ của Schreiter ở Đức mà quân đội Mỹ nắm được, đã phát hiện bốn nước đối địch với Mỹ tham gia vào can thiệp bầu cử Mỹ. Bà Powell nói, chúng tôi cũng có chứng cứ cho thấy có bốn quốc gia liên kết đến máy chủ này và bốn quốc gia này là cực kỳ thù địch với lợi ích quốc gia của Mỹ. Chúng tôi đã lôi ra một âm mưu phạm tội mang tính toàn cầu. Thật khó mà tin được, chúng tôi chỉ là mới xé được một phần nổi của tảng băng trôi. Bà Sydney Power đặc biệt chỉ ra rằng, người sở hữu Smartmatic, bao gồm hai người Venezuela, có liên hệ với chính quyền độc tài Hugo Chavez và Nicolas Maduro của quốc gia này. Còn quỹ chủ nghĩa cộng sản đến từ Cuba, Venezuela và Đảng Cộng sản Trung Quốc rất có khả năng được dùng để gây ảnh hưởng đến bầu cử Mỹ. Theo Epoch Times, một người đàn ông Nhật Bản là Igarashi, dù chỉ sở hữu thẻ xanh của Mỹ, nhưng ông vẫn nhận được phiếu bầu qua thư trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Ông Igarashi cho biết, "Tôi đã nhận được một lá phiếu qua thư, nhưng tôi không phải là công dân của Hoa Kỳ. Tôi chỉ có thẻ xanh hợp pháp của Hoa Kỳ." Vậy nên tôi nghĩ tôi sẽ không thuộc diện được nhận phiếu bầu qua thư, tuy nhiên tôi lại nhận được một lá phiếu, dĩ nhiên tôi đã không đi bầu cử. Tôi không biết tại sao tôi lại được đăng ký trở thành cử tri, tôi thực sự không hiểu, tôi chưa bao giờ đi đăng ký. Một điều kỳ lạ là trạng thái cử tri của ông Igarashi hiện vẫn hiển thị hoạt động khi ông kiểm tra trên mạng. Ông Igaroshi hy vọng tổng thống Donald Trump sẽ tái đắc cử vì ông Trump đang dẫn dắt Hoa Kỳ đi đúng hướng. Ông nói: "Tổng thống Donald Trump ấy là người có thể phơi bày những gì đang diễn ra tại Hoa Kỳ. Tôi không muốn đảng dân chủ thống trị đất nước này, những người đang tiến dần tới chế độ xã hội chủ nghĩa rồi cuối cùng đánh mất tự do giống như ở Trung Quốc. Tôi chứng kiến ở Venezuela, Cuba, Trung Quốc và Liên bang Xô Viết" quyền tự do tôn giáo của họ bị tước đoạt. Cựu nhân viên cơ quan tình báo Trung ương Mỹ, ông Charles Faddis, trong một cuộc hội thảo của Ủy ban Đối phó với các rủi ro hiện tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, gần đây cho biết rằng mặt trận thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động nhằm lật đổ các quốc gia khác trên thế giới. Ông Faddis nói, đây là mong muốn của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm phá hoại hoạt động của các nước khác trên thế giới đặc biệt là xúi dục giới tinh hoa của các nước này, hoặc hợp tác với các nhóm sẵn sàng thúc đẩy chương trình nghị sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh và gây tổn hại cho các nước khác. Ông cũng cho biết phong trào BLM là một ví dụ cho điều này. Rất nhiều quỹ cho phong trào này đến từ Hiệp hội Cấp Tiến Trung Quốc. Ông Fedit nói, trong 6 đến 7 tháng vừa qua, phong trào BLM và các hoạt động biểu tình khác ở Mỹ một phần nhận được sự ủng hộ từ bên ngoài, trong đó có Bắc Kinh. Nếu mọi người quan sát dòng tiền cho phong trào số phận người da đen, bạn sẽ thấy rõ ràng rằng một lượng tiền đáng kể đến từ một tổ chức có tên là Hiệp hội Tiến bộ Trung Quốc. Ông Fetis nói tiếp, Hiệp hội Cấp tiến Trung Quốc có hai chi nhánh, một đặt tại Boston Tri hội còn lại đặt tại San Francisco, họ có mối quan hệ rất lâu đời và thân thiết với lãnh sự quán Trung Quốc. Như mọi người đã biết, lãnh sự quán Trung Quốc nó là trung tâm của các hoạt động tình báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo NTD TV. Tại một cuộc hội thảo tổ chức tại Đại học Georgetown, Mỹ gần đây, các học giả Trung Quốc đã chỉ ra rằng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đang âm thầm sử dụng Phật giáo như một công cụ tuyên truyền để bành trướng quyền lực ra quốc tế. Nhà nghiên cứu Phật giáo Trung Quốc David Wang chỉ ra rằng ngay từ những năm 1980, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng Phật giáo như một công cụ trong chính sách đối ngoại sau sự kiện thảm sát Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, hình ảnh quốc tế của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị tổn hại, nên chính quyền Trung Quốc đã lợi dụng người của Phật giáo để tô son chát phấn cho nó trong các hoạt động ở nước ngoài, cũng như lợi dụng các tôn giáo khác để giúp nó thúc đẩy chính sách một Trung Quốc trong các hoạt động trao đổi giao lưu. Ông tiết lộ thêm rằng, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, do chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát, đã chính thức đưa chương trình quảng bá Phật giáo trên toàn cầu vào kế hoạch 5 năm năm 2015. Họ kêu gọi các Phật tử Trung Quốc xuất hành và đi đến các quốc gia trên thế giới để kể những câu chuyện tốt đẹp về đất nước Trung Quốc. Đối với các quốc gia có đa số dân theo đạo Phật như Sri Lanka, Myanmar và Lào, chính phủ Trung Quốc sẽ thiết lập các hiệp hội hữu nghị song phương thiết lập mạng lưới truyền thông Phật giáo rồi kết hợp cùng tổ chức các nghi lễ văn hóa và tôn giáo để lôi kéo người theo đạo hoặc thành lập các chi nhánh của Phật giáo Trung Quốc ở những quốc gia này. Đối với những quốc gia có xung đột địa vị chính trị với Trung Quốc như Ấn Độ thì chính quyền Trung Quốc có các đối sách khác. Vào năm 2017, Học viện Phật giáo Nam Hải của Trung Quốc bắt đầu tuyển sinh ở Ấn Độ. Kỳ thực những hành động kiểu như vậy là chiến lược của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm giành được tiếng nói trong Phật giáo trên phạm vi toàn thế giới. Và mục đích thực sự của nó là biến tiếng Trung thành ngôn ngữ chính trong toàn thể Phật giáo toàn cầu và dần dần dẫn Phật giáo đi theo hướng phù hợp với những yêu cầu của chính quyền Trung Quốc. Cùng quan điểm, học giả Nhật Bản Yoshiko Ashiwa cũng chỉ ra rằng những giáo lý của Phật giáo Trung Quốc đều nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và những điều này cũng có thể có gây ra những ảnh hưởng ngày càng sâu sắc đến thế giới. Bà Achiwa lo ngại rằng việc quảng bá Phật giáo như vậy sẽ ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của các Phật tử ở Trung Quốc và hải ngoại. Cả hai học giả đều nhận định rằng quy mô quảng bá Phật giáo trên toàn cầu như cách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc làm là chưa từng có và rốt cuộc kế hoạch quảng bá này có hiệu quả thực tế như thế nào thì là điều rất đáng để nghiên cứu và cảnh giác. Bản tin tối ngày 22 tháng 11 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.